Guys, hello from Danang. We are down, I'm down here to eat some food. I'm actually just on my way to go rent a bike, and then I'm going to ride on down to Quang Ngai to have some delicious central food. So just book myself a grab, Obi's calling me. Aloha. À vâng, anh đang đứng ở cái chỗ bên ngoài đúng không ạ? Anh ơi, anh nghe được không ạ? the grab parking here in Da Nang is kind of weird. It's like the grab bike, so I just booked a grab bike. Oh, it's raining. Hold on. I think he's... Hold on, let's see. The grab bike pickup is a little weird here. Oh man, he is way out there somewhere. Okay. Hold on. I think I gotta walk out there. I always get confused when I come to Da Nang. The grab bikes, I don't let them in the airport here. Anh chào em một phút nha, em đang đi bộ ra đó. Và anh chào em một phút nha. Oh, maybe it's chị. Uh-oh, it's chị. Called her Ang. Oh my god. It's a good start to the trip, guys. Almost there. Oh man, okay, here's the grab bike parking. They're all over here. Okay, let's see where she is. I think the first time I've had a female grab driver. Aloha. Dạ em nghe ạ. Và em đi bộ ra ngoài rồi ạ. Chị ở chỗ nào nhỉ? Em ở đây em nhìn thấy nhiều người chạy Grab nhưng em không nhìn thấy chị. À rồi rồi. Em chào chị. Vừa nãy em gọi là em ở bên trong đấy. Wow, anh nói tiếng Việt luôn hả? Em là người Mỹ ạ. Wow, còn biết là ố. Xe của chị xịn quá. Thưa là em ngồi trên một cái xe của mấy người chạy Grab rồi nó bẹp xuống. Em nặng quá. Hôm nay Đà Nẵng mưa nhỉ. Thế chị là người gốc Đà Nẵng hay là? Dạ không, ở thành phố khác, Sóc Trăng. Sóc Trăng ạ? À? À, thế thì chị ở xa. Sóc Trăng nó gần Sài Gòn hơn chứ? No, cách 200 cây. Vâng, cách Sài Gòn 200 cây đúng không? Ở miền Tây đúng không? Đúng. Ủa? Thế sao mà chị lên Đà Nẵng không lên Sài Gòn? Sài Gòn thì nó đông đúc phức tạp ấy. À. Đà Nẵng thì đường phố dễ chạy xe. Vâng. À, chị thích chạy xe ạ? À, dạ. Rồi, hồi trước thì em làm resort. Và làm nha, tổng đài resort ấy. Làm khách sạn kiểu resort ở Đà Nẵng làm bên bộ phận tổng đài. Vâng. Sau đó là chị không thích làm nữa hay là thứ nhất là áp lực công việc ấy. À. Vâng. Covid. Và thì chạy Grab cho nó thoải mái đúng không? Thì cố gắng chạy cẩn thận nha. Vâng. Đến Tết thì mọi người, và đặc biệt là thành phố ấy, ở Đà Nẵng thì còn đỡ một chút. Nhưng mà mấy cái thành phố lớn và trên quốc lộ ấy, người ta chạy xe và đường quốc lộ là đông xe ấy. Vâng. Mà xe container nữa nguy hiểm ấy. Vâng. Nên là chú ý chạy cẩn thận vào. Vâng. Chậm thôi. Vâng. Em cảm ơn chị. Em 36 ở đây. À 36 ở đây. Dạ. À đây dịch vụ cho thuê mua bán. Em cảm ơn chị nhé. Chị tên là gì nhỉ? À, dạ Liên ạ. Đây em. Cảm ơn chị. Quá trời ốm. Cố gắng ăn nhiều vào. Vâng. Chị cũng cố gắng ăn nhiều vào nhé. Chị thấy em gầy quá đúng không? Đúng rồi, quá gầy luôn. Sao mà gầy. Vâng. Rồi, anh cảm ơn nhá. Chào chị. Wow, what a nice person. Chào anh. Xe máy. Vâng, đúng rồi ạ. Em gọi điện nhưng mà em gọi điện cho cái tổng đài của mình ở ngoài Hà Nội em thuê. Vậy là anh chích chứ đúng không? Vâng đúng rồi ạ. Ok. Ôi nhưng mà anh cho em hỏi trước là mấy ngày Tết ấy, 21, 22, 23 là mình có người làm không ạ? Tại em chắc là mấy hôm đấy em giả xe ấy.
ngày mai là anh tới thứ bảy, anh tới 7 ngày luôn đúng không? Dạ. Và vâng, có người làm anh cứ tới đây là có người nhận sao. 21, 22, 23 là đều có đúng không? Nhưng mà vì bây giờ anh thi 7 ngày đúng không? Vâng. Chắc tầm đấy á. Hôm giá nay... nó có khác nhau không? Dạ. Anh nếu mà thuê dạ, từ ngày bằng... từ ngày 29 Tết trở lên tới ngày mùng hết mùng 6 là bên mình thu phụ thu 1 ngày 50 nghìn. À được ạ, được ạ. Đúng rồi. Thêm sau ngày 29 Tết từ ngày 29 bắt đầu tính từ ngày 29 bây giờ là anh thuê từ ngày 20 bây giờ là ngày 16 này. Vâng, thì là ngày bao nhiêu âm lịch nhỉ? Ngày 25. Vâng. Thì 4 ngày đầu tiên sẽ là giá thường. Đúng rồi. Oh man, it's gonna get complicated. Cái xe của mình là năm mấy anh? Dạ. Đời mấy á? Anh muốn đi. Thế em thấy em thuê cái xe Airblade ạ. Xe này, xe này anh được chọn xe nào? Cái nào mới nhất ạ? Mới nhất, mới hơn thì xe này mới hơn. Vâng, thì chắc em lấy cái này là đời năm bao nhiêu ạ? Đời 2018. À, thì chắc em lấy cái này. Cái nào mà phanh tốt? Dạ. Phanh và lốp tốt. À, lốp có vẻ đồ ok. Lốp tốt. Là phụ thu từ ngày 20 tháng 1. Là hôm nay là anh thi là ngày 16 này. Vâng. Là tới giờ này ngày mai là một ngày. Là 17 là một ngày. Vâng. 18 là một ngày nữa, 19. Bắt đầu từ ngày 19 tới ngày 20 là bên mình phụ thu này. Vâng. Phụ thu 50.000 đến rồi, đến ngày mà đến ngày 27 là à. Là nhằm ngày mùng 6 Tết rồi đó. Vâng, thì chắc là có nói chung mà trong khoảng thời gian đến 3 ngày. Đúng rồi. Có... trong khoảng thời gian anh trả là bên mình phải dựa vào tiền. Rồi. Bên mình sẽ đưa anh trong một cái giấy này. Vâng. Tức là phụ thu cái chi phí đấy là để đảm bảo dạ. Nếu mà mấy hôm đấy có người thuê hoặc là trả đúng thì có người là làm đúng không? À rồi, thế thì ok. Oh, that makes sense. That's perfectly reasonable. Okay, I was scared that, because I think I gotta go, I have work during TED unfortunately. So I'm not sure what day I'll be leaving, but I need to be sure that I can give the bike back during those days, if need be. Còn trả tiền thì là trả dạ, sau anh hay là... cọc ạ? Dạ, này cọc trước cho bên mình 2 triệu nha. Vâng. 2 triệu Việt Nam. Vâng, lại không cần cọc bằng lái hay cái gì đúng không? Giấy tờ ấy. Là kiểu cọc tiền thôi đúng không? Dạ, anh có chứng minh nhân dân, căn cước công dân 100 hay là... Em có nhưng mà em phải dùng để ở khách sạn ấy. Thì em có cái khác. Dạ, cái gì ạ? Cho mình giữ một cái em có đi. Bằng lái, hộ chiếu... Nói cho mình giữ một cái giấy tờ gì quá. À, được ạ, được ạ. Giấy tờ nào cũng được đúng không? Dạ. Được ạ. Là giữ cái gì nhỉ? Cho nó vừa cho nó hợp lý. Dạ. Em xem. Anh về đây chơi hay là làm gì thì... Em vào Quảng Ngãi em chơi với bạn em. Xa thế à? Cũng không xa lắm. Cũng gần. Cứ bạn nó xa với lại vâng. Chúng mình đi ăn. Vâng. Anh chụp đúng không? Đúng rồi, thành một đại. Để nó xem xe bí. Đừng vậy. Khi nào anh tới anh chở xe anh nói em có giữ cái giấy tờ của anh ha. À vâng. Giữ đúng một cái bằng lái đúng Mỹ đúng không? Anh cứ giữ cái nào là anh nói cái đó là em lấy. Vâng. Thì người ta để ở đây luôn đúng không? Người ta không có mang qua chỗ khác đâu. Em để đi văn phòng. À vẫn là cái tòa này đúng không? À còn ví dụ giả lại cái tiền cọp ấy là có tiền mặt có, hay là phải có tiền mặt đúng không? Có tiền mặt hết luôn. Rồi. Nhưng mà em có kho tiền nữa mà. Rồi. À cái tiền đấy cũng có thể dùng để trả cái tiền xe luôn đúng không? Nhưng mà cái tiền đó bữa sau thêm thấu rồi anh. Rồi. Thế thì ok. À còn đổ xăng. Xăng thì có hỗ trợ cho anh click xăng rồi. Tốt đây quá. Đây được tầm 10 cây. Vâng. 10 cây hơn. Có chỗ nào đổ xăng em về Quảng Ngãi thì chắc là vâng. Từ đây. Đây đường Ngô Quyền đi. À, em 1082 Ngô Quyền. Là đi như nào anh? Anh có Google Maps không? Em có, nhưng mà anh cứ, nếu mà nó có gần đây không? Ngay chỗ cầu rồng, anh biết cầu rồng không? Em có. Ngay chỗ bùng bên cầu rồng á. À, là bên kia cầu rồng hay là bên không, này cầu rồng? Không, bên này. À, cái bùng bên em biết. Anh đi thẳng lại là nhìn bên tay phải là có cầu. À, trên cái đường to kia đúng không? Đường hai chiều nè. Vâng. Ví dụ như giờ anh đi, ví dụ như bây giờ có một đường thẳng đúng không? Vâng, cái bùng bên đấy em biết, rẽ trái xong là nó có. Vâng. Bảy. Anh kia không biết cùng bên này để nghĩ cho. Biết cùng bên này đúng không anh? Vâng. Cầu đồng đây đúng không? Vâng. Anh đi nếp cũng có liền là cầu xăng bên phải luôn. Dạ. Vô lần đường phía trong đâu. Đi lần tam nha. Vâng. Ngoài là sẽ lại một lưới xăng nên đi cũng hơi xa đó. Chắc là vẫn ok thôi. Ok.
I think we're good. Oh man, it's a little shaky. It's a little smaller than my my normal bike in Hanoi, but I think it'll be okay. How are the brakes? Brakes seem okay. Brakes seem pretty good. Idling stop. Okay guys, I think we are good. I gotta go, I'm gonna get some gas and then I'm gonna grab some food before I drive on down to Quang Ngai. It's about 100 kilometers, so it's gonna be like two and a half hour drive. Hopefully it doesn't rain. Seems to be okay, but we shall see. Let's go. Excuse me, doggy. Where's that? Chị ơi, em để xe ở đây một tí nhá, em rút tiền thôi. Nó hơi đông. Cảm ơn. Ah, nice people here. I feel like I can just ask people for favors here and everybody's really chill with it. Yeah, man, the guy holding the door for me. What nice people. Okay, I'm gonna feel better when I get some money in my wallet. I have no money in my wallet. Did he get his card? He did get his card. No money in my wallet, all in my account. I will feel much better when I have the monies. I haven't had a bike with a normal key in a long time. Almost forgetting how to turn the key on it. Okay, the gas station is just back there. Vậy chị có biết cái xe này nó đổ xăng ở đâu không? Đây. Ở đây đúng không? Mở như nào nhỉ? Nhật lên. À, nhật lên. Trong. Hai người có kinh nghiệm có khác. Em mới thuê, em không biết dùng cái xe này. Chưa. Bị kẹt. Saved by her. Xe xịn chưa chị? Bị kẹt mất. Thôi được rồi. Thoải mái quá. Cái xe này chị nghĩ là độ khoảng bao nhiêu là đủ? 70 ấy. 70 được ạ. Hay là full bình? Em muốn đầy bình ạ. À, đầy bình. Đầy bình là bao nhiêu ạ? Đây này, chả biết chắc khoảng 70. 70 thôi. Vâng. Chị là người Huế ạ? Chị là người Quảng Bình. À, Quảng Bình ạ. Đúng là người có kinh nghiệm không khác ạ. Chính xác chưa? Vâng, chính xác lắm. I kind of like having the gas thing right on the front there. It's nice and convenient. You don't have to open the back of the bike every time. I'm gonna get the keys. I'm gonna forget these keys a lot. Cái bánh mì này cô mua ở đâu vậy? Cái bánh mì này thì ngon quá. Lò chứ đâu không? Thế à? Thì ngon quá. Cái này ngon lắm nè. Thì ngon. Em gửi tiền nhé. À, thôi, cháu ngại lắm. Bây giờ cháu xin nhá. Ôi còn nóng hổi. Oh, ngọt quá, cho xin nhé. Đó là 420. Dạ vâng. Cảm ơn nhé. Chị có muốn lấy một nửa không ạ? Chắc em không ăn hết được ấy. Hay chị lấy một nửa ăn đi. Không, chị có ăn. Cháu cảm ơn nhé. Oh man, we just got a random piece of bread. Hold on, I have too much in my hand. Em có nhiều đồ quá. Nhiều đồ mất. Trying to hold keys, bread. She just gave me a piece of bread. Em cảm ơn nhé. Bây giờ chỉ có ở Việt Nam là mình vào bánh mì nó nhìn ngon là người ta cho. Đúng rồi đó. Em cảm ơn nhé. Cháu để xe ở đây nhé. Cháu để xe ở đây được không ạ? Không ạ. Mình không bán ạ.
À có bạn á. Cháu để xe ở đây được đúng không? Okay. Alright, I think what we're gonna do. I was originally gonna have some food, but she gave me this bread, so I'm just gonna see if they have some sữa đặc here. À, bạn ơi, cho mình một cái, có bạc xỉu không nhỉ? Bạc xỉu? Vâng, cho em một bạc xỉu. À, chị cho em hỏi chị có sữa đặc không? Hoặc là chị có bán sữa đặc không? Kiểu cái hộp nhỏ em muốn chấm bánh mì á. Nếu mà chị có hộp em mua không thôi. Có hộp. À, không có hộp. Không? Được ạ, được ạ. À, cái hộp này. À được ạ, à, được ạ. À. Em chỉ là kiểu em muốn mua thôi, em không muốn chị cho, em muốn mua. Được ạ, à, được ạ. À. Ít thôi, em chấm ít thôi. I don't want her to give me for free. Được ạ, à, được ạ. À. Cảm ơn nhé. Để cho em một bạc xỉu nữa. Ok. Ok. I think we're just gonna sit here. I still have my helmet on, don't I? Let's go put helmet down. The old gentleman over there is very confused. That's okay. I don't think he works here. That's why he was very confused. Okay, let's try this. Let's try this bread. Like I said, I was originally gonna have like mi quang or something like that, but she was nice enough to give me some bread. Oh, smells great. Nice and hot still. Ooh, look at the flake on that. Man, I went into that. I went right into that. I'm so hungry, guys. Let's try the banh mi just by itself. Mmm, so crunchy. That wheat flavor. Man, this is what I love to do. Just some of that condensed milk with the banh mi, nice and sweet little snack. Mmm. That worked out perfectly. This, a coffee. This is gonna tide me over until I get to Quang Ngai. Guys, sometimes it's fun to have really complicated food. And sometimes it's fun just to have bread with some condensed milk. But that's the beauty of Vietnam, right? The beauty is you can have incredible five-star cuisine in a super nice restaurant. You can have cheap, like, common man food on the side of the street. And you can also just have this nice, just simple, you also just have coffee with bread and some condensed milk. Man, that coffee looks strong. Oh man. Oh, that coffee's strong. Oh, that's so good. Man, I wonder where their coffee beans are from. That's so good. I think it's a Dalat coffee. Man, that's really good. Yay! Oh, cho em gửi tiền. Chỉ có thùng rác không em vứt luôn. Tại nó gió quá em sợ nó bay á. Anh ngả lên nhé. Của em là bao nhiêu ạ? 20. Em gửi chị nhé. Ngả lên. Okay, well. Nice people, good bread. I'm off to Quang Ngai now, key in hand.